Hôm nay chúng ta học bài số 3. Ok, bài số 3 chúng ta sẽ học về các ngày trong tuần. Một tuần chúng ta có bao nhiêu ngày? Một tuần chúng ta có 7 ngày. 7 ngày, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học được nha. Bạn Lý viết chữ xấu quá. Thế là đẹp vô. Rồi. You read me. What day is it today? What day is it today? Rồi chúng ta qua qua cái phần. Rồi từ vựng. Các bạn ghi từ vựng cho cô. Lesson 1 ha. Lesson 1. Lesson 1. Rồi từ vựng cho cô. Lesson 1. Lesson 1. Lesson 1. Lesson 1. Rồi, đủ 7 thứ rồi đó. Các bạn ghi bên này thôi nha. Cột bên này thôi. Cột bên này không cần phải ghi. Bên nào cô? Đây, đây nè. Monday. Chữ á, bên có chữ nè, thiếu màu đen á, bên chữ màu đen nha các bạn. Bên chữ màu đen. Mẹ ơi, sao số thì ghi ghi vào vở thôi, ghi vào vở như bình thường mình ghi trên bảng của cô ấy, ghi chữ đen hả, ghi chữ như thế nào cô, bên nào nữa, ghi chữ nè, màu đen nè, màu đen, bên chữ màu đen á. Thằng này hát khó gì ạ? Monday. Monday. Today. Thằng ghê tắt mic mà đọc đi. Page. Đấy rồi, tắt mic đi rồi viết bài. Chút mà. Ủa cái thằng này tóc đen vậy? Cái thằng này tóc đen vậy anh em? Ai biết? À thì ra là thằng mất dạy. Thằng mất dạy thì sao? Sỏi thằng không? Đau đi. Thứ 6 mà thứ 7 đâu ra chút. Mai là thứ 7. Mà hôm nay là thứ
sáu tự nhiên hôm nay lại thứ bảy. Cái thằng này bị nhóc đá à. Hôm nay là thứ sáu, thích đi thích đi mùng ba. Xong rồi nè mà còn nói nữa. Thằng này chán thiệt chứ. Xong rồi nói hoài. Tí nữa chuẩn bị lên nhạc nè. Lên nhạc con gì chút kia. Hả? Lên nhạc quái. Muốn lên nhạc hả? Lên nhạc quái. Lên nhạc mày vậy mấy cha. Ừ. Chị ta thích. Ok. Ờ. Đang tìm nhạc cái đã. Đang tìm nhạc cái đã. Kể tôi đi mà kể tôi. Muốn ném trái lục đạn cho tàu à? Không. Hắn là thằng nào đây? Mặt mù. Ai? Ai dạ thế? Duy ghê á. Chuẩn bị lên nhạc đi. Lên nhạc đi chút. Vậy chứ má. Wednesday. Thursday. Thursday.
Friday, Saturday. Rồi chúng ta đọc lại. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Rồi chúng ta cùng nhau hát bài hát liên quan thứ này cho nó dễ ha. Chắc cô xíu. Các bạn đọc lại đi, các bạn trong thời gian đó các bạn đọc lại cho nhớ đi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Bài nào đâu ta, bài nào hay đâu ta, chờ một xíu. Có cái thằng Trúc kìa, mở mồm nó nói coi. Đi đâu? Không nói chuyện. Hi kids, here is a fun song to help. Chúng ta đọc lại PowerPoint cho các bạn. Rồi chúng ta đọc này. Day, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Rồi, cô bấm vào cái nào, các bạn đọc từ đó cho cô. Cái này đọc sao? Thursday. Từ này. Thursday. Thursday. Thứ hai. Monday. Thứ bảy. Saturday. Thứ sáu. Friday. Thứ sáu đọc sao? Friday. Đọc lại to rõ nào. Friday. 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 Rồi chủ nhật đọc sao? Sunday. 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 Thứ hai. Monday. Nhanh nha. Thứ ba. Tuesday. Thứ tư. Wednesday. Thứ năm. Thursday. Thứ sáu. Friday. Thứ bảy. Saturday. Chủ nhật. Sunday. Thứ tư. Wednesday. Thứ hai. Monday. Thứ năm. Thursday. Thứ bảy. Saturday. Chủ nhật. Sunday. Thứ sáu. Friday. Thứ năm. Thursday. Thứ ba. Thứ ba. Tuesday. Thứ hai. Monday. Rồi bây giờ nhìn thấy con chuột bên này không? Cái dấu con chuột không? Dạ. Rồi thấy ha, cô chỉ, cô chỉ chữ nào là đọc chữ đó. Chữ này. Cái này. Cái này. Cái này. Monday. Cái này. Monday. Này. Tuesday. Tuesday. Cái này. Wednesday. Này. Wednesday. Friday. Này. Friday. Saturday. Rồi, Saturday. Bây giờ câu hỏi thứ năm. Thursday. Thứ hai. Monday. Monday. Tuesday. Thứ bảy. Saturday. Chủ nhật. Sunday. Sunday. Thứ hai. Monday. Thứ sáu. Friday. Thứ tư. Wednesday. Thứ năm. Thursday. Chủ nhật. Sunday. Thứ bảy. Saturday. Thứ hai. Monday. Thứ năm. Thursday. Thứ ba. Tuesday. Bây giờ các bạn mở cam lên, cô mời từng bạn đọc cho cô nha. Cô mời bạn Trúc trước đi. Rồi Trúc đọc cô nào. Mở cam lên đi Trúc. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. 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 Này. Sunday. Okay, very good. Thank you. Quyên. Quyên đâu? Dạ đây con. Rồi đọc con. Day. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Rồi đọc lại cho cô từ từ này. Wednesday. 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 Rồi mời bạn Khang. Bạn Khang mở camera. À, Khang đọc nào. Day. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Thank you. Cô mời bạn Lý, à bạn Khôi. Day. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Thank you. Mời bạn Lý. Day. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Okay, thank you. Mời bạn Hằng. Day.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, thank you. Bây giờ chúng ta viết mẫu câu cho cô nhá. À, cô chỉ và đọc nè. Đọc sao? Monday. Đọc sao? Monday. Monday. Friday. Monday. Friday. Sunday. Sunday. Saturday. Saturday. Thursday. 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 Wednesday. Wednesday. Tuesday. Monday. Ok, thank you so much. Viết mẫu câu cho cô. Viết mẫu câu cho cô. Nhóm hỏi thứ trong tuần chúng ta dùng mẫu câu sau. What day is it today? What day is it today? Rất là dễ thuộc đúng không nào? What day is it today? It's Monday. À, chúng ta có thể thay những cái thứ khác vào. Ví dụ hôm nay thứ sáu. It's Friday. It's Sunday. It's Saturday. Ok, các bạn viết mẫu câu vào cho cô. What day is it today? 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 Thứ sáu rồi nè. What day is it today? What day is it today? What day is it today? It's Monday. It's Monday. It's Monday. What day is it today? What day is it today? It's Monday. Monday. Rồi, chúng ta cùng nhau nghe mở sách giáo khoa ra và nghe đọc nào. Sách giáo khoa và nghe đọc hai. Rồi, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau nghe nha. Mở sách chưa? Dạ rồi. 18. Unit 3. What day is it today? Unit 3. Trang 18. Đúng trang 18 không? Dạ rồi. Rồi. Nghe này, nghe máy đọc này. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. Đầu tiên là chúng ta nghe máy đọc. A. Hello, class. Hello, Miss Chen. B. What day is it today, class? It's Monday. C. Very good. And what do we have on Mondays? We have English. D. And when is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Page 18. Okay. Activity 2. Point and say. Right, đọc nè. Đọc theo nè. Unit 3. What day is it today? What Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hello, class. Hello, class. Hello, class. Hello, class. Hello, class. Các bạn đọc theo cô luôn. Hello, class. Hello, class. Hello, Miss Hien. Hello, Miss Hien. Hello, Miss Hien. Hello, Miss Hien. B. What day is it today, class? It's today, class. What day is it today, class? What day is it today, class? What day is it today, class? Rồi, đọc lại. What
is it today, class? What day is it today, class? It's Monday. It's Monday. It's Monday. It's Monday. A. C. D. Very good. Very good. Very good. Very good. What do we have on Mondays? What do we have on Mondays? What do we have on Mondays? What do we have on Monday? Nào đọc lại. What do we have? What do we have on Mondays? Very good. Very good. And what do we have on Mondays? What do we have on Monday? We have English. Rồi chúng ta qua hình D. 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 And when is the next English class? On Tuesday. We have English.
Monday. Rồi, dịch tiếng Việt nào. Xin chào cả lớp. Xin chào cô Bích Hiền. Chào cô Hiền. Hôm nay là thứ mấy ở cả lớp? Dạ thưa cô, thứ hai. Ừ, cô. Tiếp. Tức lắm. Chúng ta hôm nay học môn gì các bạn? Thứ hai, dạ, chúng ta học môn gì? À, và thứ hai chúng ta học môn gì các bạn? Chúng ta học môn tiếng Anh. Học môn tiếng Anh. Vậy chúng ta học môn tiếng Anh khi nào nữa? Vào ngày thứ tư. Không, vào ngày thứ ba. Đúng rồi, Mai, vào ngày thứ ba. Ok, đọc lại đi, chưa ok đâu nha. Rồi, bạn Trúc. Trúc đâu, đọc nghe. Hello class, hello Miss Hiền. Very that. Đây. What day is it today? What day class? Is it today class? It's Monday. It's Monday. Very good. And that what we what do we have? What do we have on Monday? On Monday, we have English. We have and when in no. the next English class? Class on Wednesday. Wednesday. On Wednesday. No, it's on Tuesday. Okay. That's right, Mai. That's right, Mai. It's on Tuesday. On Tuesday. Rồi dịch cho cô nghe. Xin chào cả lớp. Xin chào cô Hiền. Hôm nay là thứ mấy cả lớp? Rồi. Hôm nay thứ hai. Tốt lắm. Mình học ngày gì? Mình học vào thứ hai. Mình học môn gì vào thứ hai? Mình học môn gì vào thứ hai? Mình học môn tiếng Anh vào thứ hai. Mình để với tay mình làm như phần rồi. Tiếp. Và chúng ta học môn tiếng Anh khi nào nữa? Và chúng ta học môn tiếng Anh khi nào nữa? Chúng ta học vào thứ tư, ngày thứ tư. Không, vào ngày thứ ba. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, Mai. Nó vào học thứ ba. Nó vào thứ ba. Rồi, ok. Nào, tới bạn Khôi ha. Hello class. Hello Miss Hiền. What day is today class? It's Monday. Very good. And what do we have on Monday? We have English. And what is the next English class? On Wednesday. Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Okay. Rồi, mời bạn... À, dịch đi, Khôi dịch đi. Hello, cả lớp. Hello, cô Hiền. Hôm nay là ngày thứ mấy cả lớp? Là thứ hai. Đúng rồi. Và hôm nay chúng ta học môn gì? Chúng ta học môn tiếng Anh. Và khi nào nữa có tiếng Anh cả lớp? Dạ. Vào ngày thứ tư. Vào ngày thứ tư. Không, nó vào thứ ba. Đúng rồi, Mai. Nó vào ngày thứ ba. Ok, very good. Rồi, mời bạn Hằng.
Class, hello Miss Hiền. What day is it today? Class, it's Monday. Very good. And what do we have on Monday? We have English. And when is the next English class? On Wednesday, no, it's on Tuesday. That's right, my, it's on Tuesday. Okay, translate into Vietnam, me. Chào cả lớp, chào cô Hiền. Hôm nay chúng ta học môn. Hôm nay là thứ mấy cả lớp? Thứ hai. Đúng rồi. Và chúng ta học môn gì về thứ hai? Tiếng Anh. Và chúng ta học tiếng Anh về thứ mấy? Thứ tư. Không, thứ ba. Đúng rồi Mai. Thứ ba. Okay, very good, thank you. Quyền. Rồi, đọc đi. Hello class. Hello Miss Hiền. What day is it today, class? It's Monday. Very good. And what to wear on and Monday? What do we have on Monday? On what? To we have on Mondays. Okay. And where is we the have, next? We have English. We have English. Rồi sang hình D. Class on Wednesday. Rồi đọc lại hình D cho cô. Đọc lại hình D. And when is the next English class? And When is the next English class? On Wednesday. On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right. That's right, my, it's on Tuesday. Rồi, dịch sang tiếng Việt cho cô. Hello. Hello cả. Xin chào cả lớp. Xin chào cô Hiền. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Đúng rồi. Hôm nay học môn gì? Hôm bài đọc nay gì? Học môn gì? Tiếng Anh. Học môn tiếng Anh vào thứ mấy? Vào thứ tư. Không phải. Vào thứ ba. Đúng rồi, mai là thứ ba. Okay, thank you. Hang, the last person. The last student. Okay, read aloud and translate into Vietnamese. Hello, Miss Hien. What day is it today, class? It's Monday. Very good. And what do we have on Monday? We have England. English. And when is the next English class? When is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Ma. It's on Tuesday. Okay, translate into Vietnamese. Xin chào cả lớp. Xin chào cô Hiền. Hôm nay là thứ mấy cả lớp? Là thứ hai. Đúng rồi. Hôm nay học môn gì vào thứ hai? Môn Anh. Môn tiếng Anh. Chúng ta học môn tiếng Anh. Môn gì vậy cô? Đúng rồi, học tiếng Anh. Rồi, vậy chúng ta học môn tiếng Anh khi nào nữa? Vậy chúng ta học môn tiếng Anh khi nào nữa cả lớp? Vào thứ tư. Không. Vào Vào thứ mấy? Thứ ba. Đúng rồi. Hello. Mai. Đúng rồi, Mai. Vào thứ ba. Okay,
thank you class, thank you. Chúng ta cùng nhau sang bài tiếp theo nha. Yeah. Rồi, chúng ta sang phần fluency. Fluency. Sang phần fluency cho cô. Point and say đâu rồi? Rồi. Point and say nha. Các bạn coi trong sách đây. Coi. Rồi, point and say nè. Rồi, bây giờ cô chỉ thứ nào thì các bạn hỏi, các bạn sẽ hỏi và trả lời có bắt cặp nha. Bây giờ bạn Su với bạn Quyên là thứ hai, một bạn hỏi bạn trả lời đi. Su, Hằng với Quyên nào. What day is it today? Thứ hai. It's Monday. Bây giờ ngược lại nhá. Ngược lại. What day is it today? Thứ ba. It's Monday. Thứ ba. It's Tuesday. Ok, thank you. Tắt mic đi. Rồi, bạn Trúc và bạn Khang. Trúc với Khang hỏi và trả lời hai bạn này sẽ là thứ tư và thứ năm. Rồi. Mẹ ơi, mẹ. Sao? Mẹ ơi. Hả? Mẹ. Cái gì vậy? Có làm được cái bài này vô vợ không? Không. Tắt mic đi. Chị trả lời thôi hả? Chị thực hành thôi. Rồi, ok. Mời bạn Trúc và bạn Khang nào. Trúc, ngắn. Trúc hỏi đi. Thứ mấy thôi? Thứ tư. What day is it today? Is it? Đọc lại cho cô đã. What day is it today? What day is it today? Today. Rồi, Khang trả lời. It Wednesday. Rồi, sang thứ năm, ngược lại. What day is it today? Thứ năm. It's Thursday. Very good. Cô mời bạn Lì và bạn Khôi. Thứ sáu, thứ bảy. What day is it today? Ai hỏi cô? Ai hỏi? Thì bây giờ bạn hỏi rồi con trả lời đi. Đi. Hỏi lại đi. Bây giờ bạn Lì và bạn Khôi sẽ thực hành ngày thứ 6 cho cô. What day is it today? It's Friday. Ok, ngược lại thứ 7. What day is it today? It's Saturday. Ok, thank you so much. Bây giờ chúng ta qua bài nghe các bạn. Các bạn lật bài nghe đi. Bây giờ nghe và làm đáp án cho cô. Bữa nay cô không có đáp án đâu. Mà lát nữa cô dò đáp án nhá. Điểm nhá. Rồi. Chúng ta cùng nghe. Nghe và tick ha. Listen and tick. Ok, understand. Monday, Thursday, Tuesday. Các bạn nghe thứ và tick vào thứ. Dạ vâng. Rồi, chờ cô chia sẻ đó. Rồi, nghe nè. Page 19. Activity 3. Rồi, các bạn lật sách Listen chưa? And tick. 1. Hello class. Hello Mr. Locke. What day is it today, class? It's Thursday. Very good. Time for English. Thứ mấy? Two. Thứ mấy? Rồi, nghe lại nè. Hello, class. Hello, Mr. Locke. What day is it today, class? It's Thursday. Thứ mấy? Very good. Thứ năm. Thursday là thứ mấy? Là thứ năm. Đúng rồi, tick A, B or C. A, B or C, your answer. Which is your answer? A, B or C? B. B, very good. Thank you.
Number two, listen carefully, class. Good. Time for English. Các bạn nghe câu 2 cho cô. Two. What day is it today, Nam? It's Tuesday. So we have English today, right? Yes, that's right. Can you hear? Can you hear the answer? Can you hear the answer? Your answer is A, B, or C? A, B, or C? Listen again. Listen again. Okay. Today, Nam. It's Tuesday. Tuesday. Okay. Can you hear Tuesday? Can you hear? Yes or no? Can you hear Tuesday? Can you hear Tuesday? Class, when you, can you hear Tuesday? Có nghe được Tuesday không? Yes or no? Yes. Yes. Okay. No. Which is your answer? Which is your answer? Câu trả lời của các bạn là gì? A, B, or C? A B or C. A. Okay. Speak aloud. Speak aloud. Okay. Your answer is A B or C. Nói to cho cô nghe. A or B or C. Okay. Cô lắc quá cô đúng không? Lắc quá hả? Rồi. Vậy là câu 2 là câu A. Các bạn nghe được Tuesday. Rồi chúng ta qua câu số 3. Okay. Question 3. Question 3, okay. Listen carefully. So, we have English today, right? Yes, that's right. 3. It's Tuesday. We have English today. No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. We don't have English today. Oh, you're right. Rồi, các bạn nghe được câu số 3 không? Cô cho nghe lại ha, nghe lại một lần nữa, đọc đáp án cho cô nha. Wednesday. We don't have English today. It's Wednesday. No, it isn't Tuesday. Rồi, nghe này. We have English today. No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. Từ gì đó, các bạn nghe được từ gì? Nghe được gì? Wednesday. Hôm nay không phải là Tuesday mà là Wednesday. Các bạn nghe được Wednesday, các bạn tích vào câu C cho cô. Okay, thank you. Okay, chúng ta quay trở lại với bài số 4 nha. Các bạn lật sách bài số 4 các bạn. Có gì lật sách cô đó gầy em được cô. Rồi, chúng ta coi bài số 4 nào. Bài số 4 nha. Chờ có mở đã. Vâng. Phải mở lại cũng được thôi. Ok. Xong bài số 4 các bạn làm cho cô. Ủa? Phải bài này không? Đúng rồi, bài này nè. Rồi các bạn nhìn vào cái thời khóa biểu của Nam. Nam's activity, các hoạt động của Nam trong tuần. Các bạn đọc cho cô, Sunday bạn làm gì? Dạ chơi. Go to the zoo. Go to the zoo. À sorry, Sunday, Sunday bạn làm gì? Go to the zoo là đi đâu các bạn biết không? Đi sở thú. Rồi, Monday, Monday bạn gì? Bạn Nam làm gì? Play football. Con làm rồi mẹ ơi. Play football là chơi đá banh. Tuesday là làm gì? Tuesday watch TV. Watch TV. Watch TV là xem TV. Rồi các bạn nhìn cho cô, Wednesday là làm gì? Wednesday. Listen to music. Lớp 3 mình học rồi. Listen to music là làm gì? Nghe nhạc. Okay. Thursday là làm gì? Thursday là làm gì? Yeah. Go swimming. Go swimming làm gì? Bạn nào biết nói cô nghe. Go swimming. Sắp cô là số quá. Go swimming. Go swimming. Thursday go swimming. Đi đâu? Ủa các bạn nghe được không? Go swimming là đi đâu? Không ai trả lời cô. Go swimming là đi đâu? Đi bơi. Ok, thank you. Friday. Friday bạn làm gì? Đi thăm bà. No, Friday. Friday play the piano. Play the piano. Chơi đàn piano.
Visit my grandparents là thứ bảy. Vậy thứ bảy đi thăm ông bà. Vâng, thứ bảy là đi thăm ông bà. Ok. Các bạn làm câu 1, 2, 3, 4 cho cô lấy bút chì làm mà sách. Cái bút con lột sổ của cô. Cái gì mà lột sổ? Sách con nó khác cho cô mẹ. Sao khác? Nó khác trên bảng cô, nó lột sổ cho cô. Ủa, mấy bạn kia có giống người không? Dạ, dạ có. Ủa sao bạn Lì khác? Sách bạn Lì là sách pha ke hả? Thôi, nhưng mà bạn giống cô, nhưng mà nó lột sổ thôi. Thôi, làm bài đi, làm bài đi. Câu 1. Câu 1, các bạn nhìn cho cô play football. Play football, các bạn dò lên trên cái bảng này. Play football là mấy? Monday cô. Các bạn viết Monday vào đây cho cô. Monday. Ok. Viết từ Monday vào. Monday. Bạn làm đi rồi cô dò bài, dò đáp án nha. Các bạn đọc đáp án cho cô nha. Cô cho 2 phút để làm và đọc đáp án cho cô nghe. Làm xong rồi mẹ ơi. Rồi xong rồi im. Làm xong rồi mẹ ơi. Trong lưng. Trời ơi là trời cho mày không có gì. Thế nhờ. Nhìn nè. Đây. Nhìn. Đây, từ rớt ra nè. Để nó bán đi, để nó bán đi. Ủa, nó đã không bì đâu. Cái bàn. Bà đi ra bóng. Bê 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 bê. Anh quay phim, trời. Bê bê bê. Bê 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 bê. Bê 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 bê. Xong chưa? Dạ. Xong rồi con. Ít á đu. Trời, đọc đáp án cho cô. Câu số 2 là thứ mấy? Watch TV. Câu mẹ. Watch TV là thứ mấy nhỉ? Watch đây. Để cô coi nào. Tuesday. À, coi TV đâu. Tuesday, các bạn viết từ Tuesday vào đây. Tuesday. Nha, viết Tuesday vào cho cô. Nó xong rồi cô. Câu số 3. Đi thăm ông bà vào thứ mấy? Saturday. Saturday, very good. Đúng luôn. Rồi, đi go to the zoo. Sunday. Go to the zoo Sunday. Thank you so much. Thank you. Ok, rồi chúng ta có bài hát nha. Có bài hát nè. Hát, hát. Có bài hát nha. What day is it today? It's Monday, Wednesday. Hát bài. Hát nhạc. Rồi, nghe bài hát này. Page 19, activity 5. Let's sing. We have English today. We have English today. What day is it today? It's Monday. We have English today. Do you have English on Wednesdays? No! We have English on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. What day is it today? It's Wednesday! We have English today. Do you have English on Thursdays? No! We have English on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ok, xong rồi nha. Hôm nay chúng ta học lesson 1 thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nha các bạn. Rồi, chuẩn bị làm bài tập nè. Mình sắp bài tập làm mà cô? Chưa, bài tập cô sao? Sắp bài tập đó học xong lesson 2, lesson 3 đâu mà làm sắp bài tập. Rồi, translate into Vietnamese. À, các bạn bài này á làm rồi, bắt đi. Rồi, làm đi. Làm gì cô? Viết ra vở đi. Con thấy gì đâu mà làm. Đâu có thấy đâu cô. Ủa, xong thấy. Con thấy gì đâu mà viết cô. Thấy chưa? Có ai chưa?
Con chưa. Đấy chưa? Thấy rồi đúng không? Chưa con. Chưa thấy. Đừng nói dốc cô. Con chưa thấy cô. Nên chữ nhưng mà không thấy. Cô có gửi gì lên đâu? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Dạ được. Rồi làm bài đi. Làm bài cho dở cô. Đúng rồi. Làm sao? Nghe tiếng Việt được không? Đúng rồi, gì sang tiếng Việt? Viết nhanh nha. Trong 1 phút là bài luôn. Trong 1 phút là bài luôn. Ừ. Cho 5 phút làm bài luôn á. Có 10 phút đi cô. Gì 10 phút dữ vậy? Chép cái này nhanh mà. Rồi, làm đi nha. Bài có chưa? Làm xong lát in quyển vở lên trên màn hình, lên cái camera cho cô để cô nhìn xem có đúng làm hay không. Ai mà tiếng chim gõ ngoài vậy? Rồi bài số 2 sắp xếp 8 câu tất cả không cần chép đề làm luôn nha. Làm nhanh nha. Rồi đọc đáp án luôn cho cô. Câu 1 nói với câu nào? Good morning class. Các bạn đoán cho cô câu trả lời nào? Good morning class. Nói với câu nào nhờ? Good morning class. Nói với câu D. Câu số 2, how are you my? Nói với câu nào? How are you my? Câu nào? Câu E. Đúng rồi, câu E. Câu số 3, goodbye Miss Hiền. Nói với câu nào? Câu B. Câu B. Good, thank you. Câu 4 nào? Nice to see you again. Câu A. Rồi. Nice to see you too. Good night. Câu C. Câu C. Okay. Thank you. Sang bài bên này. Rồi chỗ này đến gì? Good, 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 good. Cái gì đây? Good night. Good night. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Rồi câu tiếp theo. Cái này đến gì? Hai chữ good luôn gì? Có chữ good rồi, ok. Rồi câu này đến gì các bạn? Hai, đúng rồi. Hai. Rồi bên này. How. Ok. How. Câu này. How. Chỗ này. Five. Đúng rồi. Five. Chỗ này. Thanh. Thanks. Rồi sang trang, sang bài. Đọc luôn cho cô nha. Không làm nữa mà đọc bằng miệng luôn. Thực hành bằng miệng luôn cho cô. Rất vui được gặp lại bạn. Chúng ta nói sao? Nice to meet you. Không phải nice to meet you.
Bởi vì đây là gặp lại bạn mà. Mai chu gì? Rồi, 6 bạn đọc to lên. Nice to see you again. Rồi, đọc tiếp đi. Rồi, mình là học sinh mới. Đố bạn nào nói được câu này? Oh no. Bạn nào đọc được ha? I'm gì? I'm a new pupil. I'm a new pupil. Rồi, bạn thế nào? Bạn nào đọc được câu này? Cái này là giống như hỏi sức khỏe đó. Bạn khỏe không á? How are you? Rồi, mình rất tốt, cảm ơn. I'm very well. Thank you. Rồi. Gặp bạn sau nhé, nói sao? Gặp bạn sau nhé. Goodbye. Thật không? Không phải. Bạn nào nhớ được nhỉ? See you tomorrow. See you later. See you tomorrow là hẹn gặp vào ngày mai. Rồi, tiếp tục các bạn. Gặp bạn vào ngày mai. Nói sao? See you tomorrow. Chào buổi sáng cô Hiền, nói sao? Hello Miss Hiền. Chào buổi sáng. Good morning, Miss Hiền. Chúc ngủ ngon. Bạn nào nói được chúc ngủ ngon nói cô nghe. Good night. Rồi, chào buổi chiều cả lớp. Bạn nào nói được nhờ? Chào buổi chiều cả lớp. Good gì? Good afternoon. Cả lớp là gì? Class. Ok. Rồi, sao bạn này? Một nối với gì? Một là top đây nối với cái gì? D. D rồi, câu tiếp theo. Saturday. Đúng rồi, tiếp theo, Monday. Rồi, Sunday. Today. Today. Ngày hôm nay, today là ngày hôm nay, câu F. Tiếp theo. Yesterday là ngày hôm qua, này chưa học nhưng mà thôi được cô làm. Tiếp theo. Friday. Thứ sáu. Tiếp theo. Wednesday. Tuesday. Ok, thank you class. Rồi, bài học ngày hôm nay các con phải thuộc được các thứ trong tuần. Ok, thứ hai, đọc nào. Monday. Rồi, thứ ba. Tuesday. Friday. Nghe cô giảng nè. Sáng mai ở nhà không làm gì hết thì luyện viết một từ 5 dòng cho cô. Các ngày trong tuần và cấu trúc câu nhá, và mẫu câu. Đây nè. Và nhớ chụp hình gửi cho cô. Được chưa? Luyện viết ở Zalo đấy. Zalo nhóm. Luyện viết mỗi từ 5 dòng. Được chưa? Tập đọc cho thuộc bài và học thuộc mẫu câu cho thuộc lòng. Rồi, bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn nha, ngủ ngon nha. Goodbye, see you tomorrow. Ngày mai học mấy giờ? Ngày mai học mấy giờ? 7 Cái gì? 2 giờ rưỡi. Nhanh quá mấy anh chị ơi. Rồi, goodbye, see you tomorrow. See you again. Bye. Goodbye.
trong